Cũng liên quan đến công tác dân số, theo số liệu mới nhất của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh, số con trung bình của một phụ nữ ở thành phố trong độ tuổi sinh đẻ tiếp tục giảm. Thành phố Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp nhất trong cả nước. Số con trung bình của một phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi sinh đẻ là 1,32, trong khi năm ngoái là 1,42. Gần 20 năm qua, mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh dao động ở mức từ 1,24 đến 1,7, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế Việt Nam đang duy trì là 2 đến 2,1 con trên mỗi phụ nữ. Với mức sinh này, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được xếp vào nhóm 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp nhất cả nước. Theo bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện Hùng Vương, nguyên nhân khiến phụ nữ ngại sinh con là do các gia đình trẻ chịu nhiều áp lực về kinh tế, giáo dục, việc làm. Chi phí nuôi con hiện nay rất cao, khiến cho nhiều người cảm thấy việc có thêm con trở nên rất áp lực. Mặc dù thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng vẫn chưa đủ để khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ. Theo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với hơn 1,1 triệu người trên 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 12,05%. Già hóa dân số tại thành phố chịu sự tác động lớn của mức sinh thấp, mức chết thấp và tuổi thọ trung bình tăng cao. Thời gian sống sau nghỉ hưu tăng lên, làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế và hệ thống trợ cấp lương hưu.